Hello, chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối nay nhé. Ok. Nãy giờ Trung có theo dõi không? Em cũng có theo dõi. Mấy ngày hôm nay thì cô chú anh chị cũng nghe nhiều về cái bộ phim mà Đất Rừng Phương Nam, đúng không Hello. ạ? Bạn Có phải không? năm 2023 thì nó trên 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 phương tiện truyền thông báo chí như là các cái kênh YouTube rồi là Facebook cũng nhiều cô chú anh chị có những cái quan điểm riêng của mình, thì em tôn trọng các quan điểm đó, bởi vì mỗi người có quan điểm, mình cũng không thể là yêu cầu người khác là phải có quan điểm như thế này hay như thế kia. Đúng Rất rõ ràng là như vậy, và trên tinh thần là em cũng nói trước là bộ phim này em cũng chưa xem đấy, cũng chưa xem mà em mới theo dõi trên các phương tiện truyền thông thôi, thì nó có các cái quan điểm trái chiều nhau, và em cũng không phải là nhà phê bình phim hay là nhà đạo diễn hay cái gì cả, chung quy là em đứng bình trên cái gia đấy, không phải là em chỉ bình gia đúng không? không có đâu mình không đủ trình độ để đứng cái góc độ mà nhà phê bình phim ảnh hay là cái gì đó, hay là nhà đánh giá gì, mà mình chỉ là em chỉ đứng trên cái lập trường, cái quan điểm của một cái cá nhân thôi. Em là hoàn toàn khách quan và em đưa ra cái quan điểm cá nhân của riêng em về nhìn nhận về các góc độ thôi. Thì dĩ nhiên là trong cái quá trình trao đổi thì có cái gì đó chưa hợp lý thì cũng hy vọng cô chú anh chị cũng hết sức thông cảm nhé. Bởi vì là khi mà chúng ta biết người ta làm một cái bộ phim đó thì không phải đơn giản là dắt một vài người ra quay một cái clip xong bắt đầu là nhí nha nhí nhố xong rồi đưa lên là thành bộ phim được, mà người ta có rất nhiều các cái khâu, đúng không ạ? Từ kịch bản rồi tổ chức sản xuất quay phim rồi cho tới hậu trường hậu kỳ vân vân cả, có sự tham gia của rất nhiều diễn viên, đặc biệt là cái kinh Đúng rồi. phí nó cũng tương đối là lớn, nó khoảng đâu khoảng tầm 40 tỷ gì đó. Cho nên là về cái vấn đề mà bộ phim đó thì mình chỉ đưa ra, em chỉ đưa ra quan điểm cá nhân của mình, chứ không có phê bình hay là hướng dư luận hay là có ý kiến này ý kiến kia đối với người có quan điểm kia, thì em không có thực hiện cái việc đó. Thế nhưng mà em theo dõi thì em thấy như thế này. Thứ nhất về cái góc độ phim á, cái bộ phim á, thì trước mắt thì có nhiều bạn cô chú anh chị thì đánh giá tương đối cao về cái chất lượng của bộ phim đấy, thì đó là tổng thể. Nhưng về cái tình tiết thì nó có những cái yếu tố, nó có những cái yếu tố mà có thể nó ảnh hưởng đến cái chất lượng bộ phim, là một. Thứ hai nữa là cái góc nhìn của người khán giả tiếp cận nữa. Ở đây rất rõ ràng là mình nói gì nói, nếu như mà nói đến cái phong trào Nghĩa Hòa Đoàn với lại Thiên Địa Hội đó, hai cái nhóm này đó, thì chúng ta biết thừa là nó từ Trung Quốc rồi, nó xuất xứ từ cái thời kỳ mà phản Thanh phục Minh rồi, đúng không ạ? Từ những khi mà nhà Thanh người ta đưa quân qua đánh nhà Minh xong bắt đầu người ta dựng lên nhà Thanh đấy, thì từ những năm bao nhiêu rồi, đúng không ạ? Và sau đó thì dần dần cho đến khi mà cách mạng, thì như em nhớ không nhầm như cách mạng Tân Hợi hay sao nhỉ, là vào năm 1911 hay bao nhiêu đấy, thì nhà Thanh nó sụp đổ thì thành lập ra cái chính quyền Trung Hoa Dân Quốc đấy, mà bây giờ gọi Đài Loan đấy thì nó diễn ra rất là lâu rồi chứ không phải là mới đây. Thì dĩ nhiên là bây giờ các anh lấy một cái hội nhóm nào đó thì cũng tùy thôi, chứ cũng không có bắt buộc các anh phải lấy tên một cái hội nhóm nào cụ thể. Thế nhưng mà khi mà nó xét về cái yếu tố lịch sử, yếu tố thực tế đó, mà đến nay đó, thì chúng ta thấy là rất rõ ràng là nó không phù hợp rồi, bởi vì hai cái tổ chức này thì nó xuất phát từ cái thời nhà Thanh đến nay rồi đấy, và nó du nhập, nó đi dần qua các cái tỉnh phía Nam của chúng ta, thì nó trở thành những cái hội nhóm kín. Thì hội nhóm kín như thế nào mọi người cũng theo dõi, thì trên báo chí này kia rồi có nhiều cô chú anh chị đã đưa ra các dẫn chứng thì mọi người có thể theo dõi, cũng có thể biết thôi. Thế nhưng về bối cảnh bộ phim thì rất rõ ràng là chúng ta thấy được là cái niềm cảm hứng
xuất phát từ cái tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi đấy, thì lấy cảm hứng đó là cái phong trào yêu nước của rất nhiều các cái đồng bào, trong đó có cả những người là người gốc Hán, đúng không ạ, gốc Trung Quốc ấy, có những người là gốc Khmer, rồi có những người là nhiều lắm, không quên là đa số các cái thành phần dân tộc sắc tộc ngày đó ở khu vực miền Nam, thì người ta có những cái phong trào mà có thể nói là yêu nước chống lại thực dân Pháp. Thì cái bối cảnh này nó cũng gắn liền với cái sự kiện đó là Pháp người ta sau khi mà chúng ta Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945 á, thì nó xuất phát điểm đó là cái ngày 23 tháng 9 năm 1945 là Pháp đưa quân vào xâm lược Việt Nam chúng ta lần thứ hai, với sự giúp đỡ của quân Anh á. Cái hồi đó mà gọi là chúng ta hay nói là phe đồng minh với phe phát xít, sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai thì cái phe đồng minh người ta vào người ta giải giáp, thì hồi đó quân Nhật cũng đang đóng quân ở Việt Nam chúng ta, và ngày đó còn có quân Tưởng ở phía Bắc nữa, 20 sao á, như em nhớ không nhầm 20 vạn quân Tưởng nữa. Thì cái sự kiện này nó diễn ra vào cái giai đoạn năm 1945, mà cụ thể là vào cái giai đoạn mà Pháp trở lại xâm lược Việt Nam chúng ta, cũng như là ba nước Đông Dương lần thứ hai với sự bảo hộ quân Anh. Thì các cái phong trào nó nổ ra như vậy thì nó cũng rất nhiều phong trào, đúng không ạ, rất nhiều phong trào. Thì có thể là các anh đạo diễn hay bên kịch hay nhà sản xuất phim, các anh lựa chọn một cái phong trào mà nó có thật thì nó hợp lý hơn, nó hợp lý hơn đối với người xem. Và đặc biệt là khi các anh lựa chọn cái tên gọi của các cái hội nhóm mà nó đã xuất phát từ nhà Thanh và nó di cư sang bên này đó, thì chúng ta phải hiểu là nó mang cái yếu tố lịch sử, và nó ở đây có nhiều, kể cả như là cái anh mà anh cục trưởng gì đó, đúng không ạ, anh Vi Kiến Thành gì đó, anh có nói là tránh liên tưởng nhầm lẫn, không có liên tưởng. Nếu như mà các anh rõ ràng là hai cái hội này nó xuất phát từ nhà Thanh rồi, chứ không phải là bây giờ mới có mà bảo là liên tưởng với không liên tưởng. Bây giờ chúng ta mang cái yếu tố như là hội Trung Quốc á, thì chúng ta nói liên tưởng được, chứ còn cái hội mà nó đã có từ thời lịch sử trước rồi thì không thể nói là liên tưởng. Đây là các anh đưa vào chứ không phải là liên tưởng được, và cũng không phải là gây hiểu nhầm, mà thực sự nó là như thế chứ không phải là gây hiểu nhầm gì cả. Thì cái phong trào mà mấy cái tổ chức hội kín như là Nghĩa Hòa Đoàn hay là Thiên Địa Hội đó, thì em đọc qua qua thì ví dụ như là từ những năm 1916 rồi, cái tay là Phan Xích Long thì phải, thì cũng có cái hành động đó là gọi là giống kiểu bảo kê như bây giờ, thì bị chính quyền thực dân Pháp người ta tấn công thôi đấy, dạng như kiểu chống lại cái sự cai trị của Pháp, nhưng mà trên danh nghĩa là mất mối làm ăn, gây khó dễ làm ăn đấy, thì các anh làm gọi là xã hội đen, hoạt động xã hội đen hồi đó, thì bị đánh cho tả tơi, thì sau hồi đó thì cũng rút lui rồi, chứ người ta cũng không phải là mang cái tính chất là với cái phong trào nổi dậy của những người miền Nam yêu nước giai đoạn đó, thì chúng ta cũng phải hiểu nó một cách nó khái quát là như vậy. Thế thì nếu mà các anh đưa vào như vậy đó, thì dĩ nhiên là như có nhiều cái quan điểm, có nhiều cái phân tích, thì có thể là nhà sản xuất phim người ta cũng hướng đến các cái thị trường Âu Mỹ này kia, đúng không ạ, để mà tăng doanh thu, thì cái đó ủng hộ thôi, em ủng hộ. Mà cái bộ phim Việt Nam mà các anh đưa ra được quảng bá thế giới mà tăng doanh thu là một, rồi là đạt giải thưởng này, đạt giải thưởng kia, thì em hết sức ủng hộ thôi. Cái đó là một cái mà các anh vừa làm ăn được kinh tế mà các anh vừa quảng bá được. Thế nhưng mà ở đây nếu như mà các anh vì cái yếu tố mà để đạt được những cái đó mà anh loại bỏ ra những cái yếu tố nó có thực trong lịch sử, đặc biệt là cái vai trò của Việt Minh, thì em không đồng ý. Bởi vì bất kỳ một cái xã hội nào đi chăng nữa thì các anh cũng, khi mà các anh có những cái cuộc đấu tranh, thì các anh phải phải có những cái lực lượng cụ thể với cái vai trò lãnh đạo cụ thể, chứ không thể là các anh vì lợi nhuận mà vì cái này vì cái kia, giải thưởng này giải thưởng nọ, mà các anh bỏ qua cái vai trò của Việt Minh đi thì không được. Mà nếu như các anh, nếu mà các anh nói về cái giai đoạn mà trước năm 1930, có nghĩa là lúc đó Đảng Cộng sản Đông Dương chưa có ra đời đó, thì cũng không đúng. Em thấy hello hello Quang Lâm, hello Quang Lâm, em chào anh Quang Lâm nha.
Dạ, lần đầu đang tiên tham gia trực tiếp đang ngủ đang ngủ hả? Đang ngủ hay sao bị giật đồ vậy? à, chuẩn bị ngủ rồi, vì do sáng phải dậy 4 giờ sáng đi 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 làm, cho nên là phải dậy sớm, đi ngủ sớm ạ. Dạ. Thì thôi vậy nè Quang Lâm, thì trước tiên đó thì rất cảm ơn Quang Lâm đã vào tham gia cùng anh em với mọi người trong đây ha. Cái hai nữa thì biết rằng là Quang Lâm chắc thời gian cũng không có nhiều, nhưng mà là hồi lỡ lên rồi thì Quang Lâm có đôi lời gì phát biểu với mọi người một tí cho nó cho mọi người biết là Quang Lâm còn mạnh khỏe Dạ, không? lời đầu tiên xin được chào cô chú và các anh chị. Thì Quang Lâm mới có 35 tuổi, là chắc nhỏ tuổi nhất trong cái diễn đàn của mình, cho nên cũng xin phép được gọi tên rồi ạ. Dạ, thật sự thì với cái những cái vấn đề này thì tính ngày mai cũng lên cái clip, nhưng mà sẵn đây nói luôn. Lên đi, dạ, đầu tiên lên là đi. về ông đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, thì chúng ta biết cái vụ lùm xùm ổng ổng nói móc cảnh sát giao thông, cái vụ hồi dịch Covid là đã thấy mắc cười, Đúng rồi, đúng rồi, là đúng rồi. cái từ hồi đó Quang Lâm hơi ứa thiệt, hơi ứa thiệt chuyện mỗi người mỗi công việc mà lại kêu cảnh sát giao thông đi giao đồ ăn là thấy mắc cười rồi đó. Rồi cái nữa là khi mà mấy bữa nay ổng có nói, thì Quang Lâm có lên tìm hiểu về các bộ phim của ổng, như là Tháng Năm Rực Rỡ nè, rồi Nụ Hôn Thần Chết nè, trời má ơi nó dở bà cô luôn, chưa thấy thằng cha nội nào mà kêu đạo diễn nổi tiếng mà những bộ phim mà coi mà phải tua nhanh á chứ không dám coi nữa, trời ơi trời siêu dở luôn. Là những bộ phim mà ổng có một cái công thức mà không biết có phải gọi là, Quang Lâm nghĩ không phải nó là công thức mì ăn liền, mà đó là cái công thức gọi là đói tiền mới làm, đó là lựa chọn các diễn viên nổi tiếng hoặc là những người có scandal để mà tham gia vào các bộ phim. Thì hồi đó Quang Long có coi thấy là Thanh Hằng là một trong những người mẫu siêu nổi tiếng luôn á lúc bấy giờ, thì ổng mới mời về để đóng phim. Mà thực sự nếu mà nếu như mình kịch thì mình phải biết lựa chọn làm sao những người nó hợp vai và nó phù hợp với cái kịch bản để mà có thể tạo nên một bộ phim chất lượng, và là một bộ phim mà nó phim của ông Quang Dũng cũng á, thì thật sự coi xong thì Quang Lâm thấy là nên tua và bỏ qua cho rồi, không thể nào mà xem được, bởi vì cái cách của ổng là lựa chọn những người nổi tiếng sau đó cứ đắp vào đi, đắp vào nó hợp hay không hợp cũng cứ xem những người đó đóng nó gượng á. Dạ, và khi khi mà cảm giác như là ép người ta xem những bộ phim ổng, và những cái fan của những cái diễn viên đó, chẳng hạn như Thanh Hằng là có lượng fan lớn nè, rồi là Johnny Chí Nguyễn nha, nó có những lượng fan đó đi xem những bộ phim mà thực sự nhìn thấy nó rất là kỳ. Ở ở trong những cái vụ lùm xùm này thì Quang Lâm nghĩ rằng cái việc đầu tiên là của ông Quang Dũng là một trong những người cái lỗi lầm rất là lớn đến từ đạo diễn, bởi vì là cái việc lựa chọn của ổng là lựa chọn những người có tai tiếng hoặc là quá nổi tiếng để vào những cái bộ phim nó không phù hợp. Chẳng hạn như cái vai Bác Ba Phi mà của Trấn Thành đóng, cái phim Đất Rừng Phương Nam này mà Trấn Thành đóng, Quang Lâm có coi những câu thoại của Trấn Thành rồi, những cái câu thoại đó chỉ cần những diễn viên rất bình thường, thật sự là những viên rất bình thường, chỉ cần hợp vai thôi. Chúng ta biết là diễn viên bây giờ rất là nhiều, và những cái câu thoại của Trấn Thành đóng á nó khá là dễ. Thật sự thì đối với Quang Lâm này, cái vai của Trấn Thành là một vai rất dễ chứ không khó. Bác Ba Phi là một vai cực kỳ dễ, và chỉ cần lựa chọn đúng người thì có thể là đã toát lên cái chất nam bộ rồi. Nhưng không hiểu tại sao lại để Trấn Thành, thì có thể là do ông Trấn Thành là ông là đồng sản xuất, cho nên là phải đưa cho ổng trong cái vai đó, và chính vì đưa vào cái vai đó nó gây ra nhiều cái rắc rối. Ngay cái Bác Ba Phi một cái áo bà ba mà nó thiệt là nó áo bà ba của miền Nam mình tại sao không 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 mặc, mà lại phải mặc một cái áo bà ba mang cái hình dáng của
người Hoa như vậy. Xá xẩu không? Dạ thì cái đó cái bộ đó là người ta gọi là xá xẩu đúng không Quang Lâm? Dạ, bộ hồi xưa gọi là bộ xá xẩu của mấy tàu đúng không? Dạ thì cái bộ đó thì chính vì những cái đó Quang Lâm đang tự đặt câu hỏi là vai trò là của đạo diễn ở đâu. Lẽ ra anh là đạo diễn thì anh phải có con mắt nhìn và anh phải biết lựa chọn vai phù hợp. Nhưng mà như Quang Lâm nói ban đầu là cái công thức để kiếm tiền mà có tiền, cho nên là cứ lựa chọn những người có scandal để mà tạo nên những cái lùm xùm cho bộ phim, thì đó là cái công thức của người ta đó. Cái công thức phải có những người nổi tiếng, rồi có những cái scandal để mà tăng lên cái gọi là gì ta, cái ánh nhìn nó dạ nó, nói chung là phải có một cái điều gì đó làm rùm beng lên, PR lên, nhiều người họ thấy họ tò mò, ủa sao tự nhiên cứ cãi lộn về cái vấn đề đó vậy, à thì ra là nói chuyện về vụ ông này ha, thì ra xưa giờ lâu nay nói về vụ ông này ha, à, phim của ông này phải không, à, đi sách đi coi đấy, cho nên là đó là cái công thức của những người như vậy đấy. Còn dạ, còn tiếp theo thì về cái vấn đề mà cái nhà trường thì Quang Lâm thấy càng vui á. Quang Lâm nghĩ bản thân thì Quang Lâm nghĩ là chắc nhà trường chắc chắn sẽ phải ăn chia với bên đó. Mà tại sao lại xưa giờ không có cái vụ này mà giờ lại có xuất hiện? Tại sao không coi không có rủ nhau đi xem phim của Lý Hải? Đấy, phim gì, phim Lật Mặt 6 chẳng hạn, cũng được nhiều người gọi là hay lắm á, người ta khen hay lắm á, hay là coi những cái bộ phim của cách mạng mà lại phải đi coi phim của Trấn Thành. À, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là thế nào nó cũng sẽ lò ra cái vụ mà nhà trường cũng sẽ có ăn chia này nọ thôi. Cho nên là nó kỳ lắm. Quang Lâm thấy là một trong những cái phần rất là kỳ từ phía nhà trường. Và con cái là nếu mà tụi nhỏ nó đi xem á, khổ lắm. Tụi nhỏ nó một khi nó xem rồi nó có những đoạn hài, nó sẽ cười, nó vui. Nhưng mà nó sẽ không, nó hài, nó vui. Không hiểu. Nhưng mà nó sẽ nhớ những cái yếu tố hành động như là nghĩa hoa đoàn, thiên địa hội, và người ta sẽ hỏi là ồ hồi đó là ai là cùng với nhân dân đứng dậy để chống Pháp, tụi nó sẽ nói ngay là thiên địa hội và nghĩa hoa đoàn, chứ đừng có nói cái kiểu là sẽ phân tích ra là a à, bây giờ phải có Việt Minh này nè, không học nó sẽ nghĩ ngay đến nghĩa hoa đoàn và thiên địa hội, bởi vì cái gì đập vào tâm lý tụi nhỏ ngay trước mắt, nó thấy hay, nó thấy ok, nó thấy vui vẻ, nó thấy ồ hình ảnh đẹp quá là nó sẽ nói ngay, và lịch sử sẽ bị xáo trộn có thể ngay từ bây giờ. Do vậy là cái anh gì nãy chú Thu Quang có đưa qua ta, anh gì ta, Phan Hồng Minh thì phải, dạ ông báo, báo đó, dạ Hà Quang Minh á, có nói là các thầy cô dạy văn nên có một cái bài giảng về cái sự phân tích. Ồ không 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 không, rất khó và rất khó để mà có thể nói cho tụi nhỏ biết được. Dạ rất khó, không ai, mấy thầy cô đâu rảnh mà mấy đứa nhỏ đi coi, mấy cô phải đi phân tích ra cho mấy đứa nhỏ như thế. Trời ơi trời, tụi nó sẽ hỏi ngay, tụi nó sẽ nói ngay là vâng, và thời xưa chống Pháp thì người dân chúng ta dưới sự hỗ trợ giúp đỡ của thiên địa hội đã đứng lên chống Pháp đấy, rồi sau đó là tâm lý tụi nhỏ vậy đó. Và Quang Lâm có dạy cho sinh viên, cũng có hỏi sinh viên về cái vấn đề này rồi, thì nó cũng rất là nguy hiểm, thật sự nó rất là nguy hiểm. Mà trên tinh thần nếu mà đổi tên thì à có một cái nữa nha, nói về vụ này thì Quang Lâm nghĩ là nếu như á, anh cái bộ phim này mà ông anh Trấn Thành anh sản xuất á, anh cũng muốn tiến xa chứ đâu phải là chỉ có ở trong mỗi Việt Nam mình, thì nếu mà đưa qua nước ngoài, đưa qua Mỹ chẳng hạn, gặp mấy anh bên kia thế giới nữa, trời ơi khúc này mới coi phản ứng nha, khúc này mới coi phản ứng nha. Khúc này á, mà mấy anh bên kia thế giới mà ảnh đi coi, mà ảnh biết được thiên địa hội với nghĩa hoa đồng là Trung Quốc, mà mấy ảnh là ghét Trung Quốc lắm, thì mấy ảnh liệu có biểu tình không? Trời, mấy anh trả bên đó chuyên gia biểu tình mà, cái kiếm một cái cớ nhỏ thôi là để đi biểu tình. Đấy, nó Quang Lâm đang đợi xem nếu mà qua bên kia thế giới mà mấy anh kia không biểu nữa. Trời ơi trời, chịu không nổi luôn mấy vấn đề này đó, cho nên là nó sẽ có ra nhiều cái nó. Đoạn này Quang Lâm có đoạn này anh tính hỏi Quang Lâm nè. Dạ. Tức là học Quang Lâm theo dõi, Quang Lâm có thắc mắc á, là những cái anh mà gọi là chuyên môn mà là dơ cao khẩu hiệu bài tàu Việt Hán á. Dạ. Nó nói vậy chắc Quang Lâm hiểu đúng không? Dạ. Thì không biết những cái anh đó đã có phản ứng gì về bộ phim này chưa?
Còn cái thứ hai nữa mà có cái này anh hơi trái quan điểm Quang Lâm chút xíu nè. Dạ. Quang Lâm cho rằng là những nếu mà qua bên kia thì những cái anh bên kia nó sẽ biểu tình đúng không? Dạ Nó không, sẽ đặt chống đó là lại đặt câu hỏi nè, chứ không phải là đặt người câu hỏi là không, điểm không, không. dạ. Thì ở đây mình trao đổi, mình đưa ra quan điểm của nhau thôi. Dạ vâng. Mình đưa quan điểm để nhau để cho mọi người có thêm những góc nhìn thôi. Mà với cá nhân của anh á, thì anh nghĩ là sẽ không đâu Quang Lâm. Tại vì Quang Lâm biết như thế nào không? Bởi Sao vì ngay nội dung bộ phim á, ngay nội dung bộ phim, ạ? họ đã phủ nhận vai trò lãnh đạo của Việt Minh rồi. Đó. Thì cái đó nó sẽ tạo tiền đề cho tụi kia nó dựa theo. Nó tạo tiền đề cho tụi kia nó dựa theo để nó phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản luôn. Dạ. Đó, cái nó không, cái này là góc nhìn riêng của anh, tức là mỗi người anh em chúng ta là chúng ta mỗi người đưa ra một cái góc nhìn của mình Dạ. để cho mọi người có thể nhìn nhận thôi, chứ không phải là mình phản bác cái quan điểm của nhau. Quan Lâm mình dung không? Hiểu. Đó. Chứ Đó. Quan Lâm thấy sao? mà nếu mà máy ảnh phủ nhận vai trò của Việt Minh thì máy ảnh lại là đang ủng hộ mấy thằng Tàu Đó, đó, mà cái nó lại miệng vui, mà nó cái lại vui cho giả mày thì đó. bởi vậy em mới nói là nếu như mà qua bên kia nó sẽ em cần cái đợi cái thông tin là qua bên đó máy ảnh có biểu tình hay không đó. Nếu mà máy ảnh phủ nhận vai trò của Việt Minh thì tức là máy ảnh đã ủng hộ mấy thằng Tàu, mà máy ảnh Đúng không rồi, biểu thừa tình nhận đó, thì nếu mà máy ảnh không biểu tình thì máy ảnh là rõ ràng là ủng hộ Tàu rồi, thì nó đã hai được trái đến những điều, có nó là trái với những điều hai được mà bốn xưa đúng giờ không mấy đúng ảnh nói. Dạ. Cho nên là mình đợi coi cái hành động của mấy ảnh bên đó như thế nào để coi những bộ phim hài bên kia thế giới. Cho nên là nếu mà có xem á thì Quang Lâm nói thật là ở bên kia thì họ 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 sống theo cái kiểu là nói không phải là bài tàu đâu, chỗ nào mà có tiền thì họ 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 bu theo thôi, chứ ngay cả cái đúng chỗ rồi mà Quang Lâm thấy chỗ cái gì sensor có được họ không 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 có một cái gì mà Grand Center gì ta, là cái nơi đó là có một cái là mà Quang Lâm tìm mãi luôn mà chưa có ra, đó là gốm sứ của Trung Quốc á, là ngay tại trung tâm đó luôn và chưa thấy một cuộc biểu tình nào. À, gốm sứ Giang Tây, đúng rồi, gốm sứ Giang Tây à là nó cái Grand Center là một cái khu rất là lớn và gốm sứ Giang Tây nó kế bên đó luôn, kế bên cái trung tâm mà mua sắm của máy ảnh luôn, nhưng mà chưa bao giờ thấy có một cái gọi là cuộc biểu tình, chưa bao giờ thấy. Tức là ảnh chấp nhận những người Trung Quốc sống ở bên ảnh làm ăn với máy ảnh, nhưng mà miệng của lúc ảnh lúc nào cũng nói là bài tàu chống tàu, thì Quang Lâm nghĩ đó không phải rồi, luôn luôn yêu tàu, đảm bảo luôn luôn yêu Trung Quốc. Chắc chắn một điều Quang Lâm đã làm yêu ba thấm bốn thiết clip về vấn đúng đề rồi này. yêu yêu thấm thiết Yêu luôn thấm đúng thiết không Quang Lâm, đúng mãi rồi mãi yêu thấm yêu. thiết luôn á. Hy vọng Chung chung có trao đổi gì với Quang Lâm không? Chung chung cứ nói